chào cả nhà đã đến với kênh của mình Thu Loan. Hôm nay Thu Loan là hát một món ké nha cả nhà. Món ké là điêu hồng. Con điêu hồng này là Thu Loan mua được là 700g nha cả nhà. Bây giờ mình hấp là bún tàu với nấm mèo cho mấy đứa nhỏ nó ăn ha. Lâu quá rồi mình cũng không có hấp ké nha cả nhà. Bây giờ con ké này là mình sẽ rửa nha. Mình rửa qua là rượu với là muối nha, để nó khỏi nhớt á. Cho muối vào đây, bỏ muối nhiều vào trong chè ha. Thì mình cho rượu trắng nha, thì mình sẽ chè cho thật kỹ nha, cho nó khỏi nhớt ha. Nhớt nhất là cái đầu của nó nè, nhớt. Trong bụng mình lấy ra những cái máu của nó nè, nó khỏi tanh ha. Nhớt quá mình chè nó có chợt tới chợt luôn. Mình chè ngoài đây trước rồi sao mình đã chè vô cái bụng nó xong. Con ké mình cũng để rửa sạch sẽ nha cả nhà. Bụng này mình cũng làm trắng trẻo rồi nha. Rồi bây giờ mình khứa nó ha. Khứa thì là con ké mình là mới thấm nha, mình rút gia vị vô nó mới thấm. Mình không có khéo tay mình khứa con ké nó không được đẹp hả cả nhà ha. Bây giờ mình cho gia vị vào đây luôn nha. Mình đã ở đây một ít muối ha, với một muỗng hạt nêm, với một muỗng bột ngọt nha, với một muỗng tiêu, cái nửa muỗng dầu hào nha. Bỏ cái dầu hào mình vô là nó mướt ké nó ngon cả nhà. Mình trộn lên, mình bỏ gừng vô đây luôn nha. Gừng mình sắc lên, mình chè vô con ké cho nó khỏi tanh đó cả nhà. Chiết ra luôn. Nhất hành đi gần vô đây luôn nha cả nhà. Giờ mình ướp đây cỡ 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi mình hấp nha. Mình bắt cái nồi nãy giờ nhìn nha cả nhà. Nồi nó sôi rồi ha. Giờ mình cho ké vào đây nha. Cái dĩa đây mà mình bảy cái son này nè, nó không có vừa cả nhà. Cái son đó là bự nhất thôi. Cũng có nấm mèo với kè thơm hành tây như cả nhà. Thì mình có đây là bún tàu luôn ha, mình bỏ cho mình teo luôn nha. Để mình giờ mình cho dầu vào đây luôn nha. Cho một muỗng hạt nêm vào đây nha, cho nửa muỗng đường, muỗng tiêu vô nha, bỏ bún vô luôn như cái gì, mình teo sơ lại tại vì mình còn hấp lại á, cho ít tớp vô đây cho nó thơm ha. Ké của mình giật nó hấp chín rồi nè ha. Rồi mình cho nấm mèo vào đây nha.
kè vô luôn. Hấp thêm 10 phút nha cả nhà, hấp sơ lại 10 phút nữa nha, để cho nó thấm cho con cá của mình luôn, gia vị luôn. Bây giờ nó chín, cá nó chín nè cả nhà, giờ mình tắt bếp nha. Giờ mình đổ cá ra dĩa rồi ha. Rồi mình cho cái phần tây lên sắm cho nó đẹp nha cả nhà. Rồi mình cho hành lá lên đây ha. Rồi mình bỏ ít thịt ớt lên luôn nha. Cả nhà nhìn dĩa kế thấy đẹp mắt ha. Thank you.
Thôi video của mình đã kết thúc như cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video.